Chào tất cả các bạn, clip ngày hôm nay mình vừa mới bắt gặp bọn Sirenhead các bạn ạ. Thì là ngày hôm nay mình sẽ tấn công nó nhé. Thử thách tiêu diệt Sirenhead. Thì hiện tại là ở cái thị trấn này ấy. À không phải, đây là giống cái thành phố hơn các bạn ạ. Nhưng mà rất là ít nhà luôn, nó không có nhiều nhà đâu. Thì hiện tại là bây giờ bọn Sirenhead nó đang tấn công cái thành phố này. Thì là nhiệm vụ của mình ngày hôm nay nó chính là tiêu diệt bọn này. Các bạn có thể thấy này, có hai con Sirenhead siêu to luôn. Con này nó phải rơi tầm khoảng 30 mét vào những cái con nhỏ nhỏ kia. Hình như chúng nó đang bơi sao ấy. Ok các bạn, thì giờ bây giờ mình không mất thời gian nữa, thì bây giờ mình sẽ sử dụng súng nhá. Mình sẽ dùng súng để bắn nó. Ok. Holy shit. Nó không phát hiện mình nha các bạn. Hết đạn rồi các bạn ơi, thì giờ bây giờ mình sẽ thay sử dụng loại súng khác nhé. Đây mình sẽ lấy súng này. Holy shit. Mình sẽ áp sát người nó. Con này holy shit, nó lên rồi, nó lên rồi, chạy 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 anh em ơi, chạy chạy từ 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 từ. Nó không nhìn thấy mình, nó không phát hiện mình đang đâu. Các bạn biết vì sao mà bọn con Sirenhead này nó không phát hiện mình không? Bởi vì á, nó không có mắt nha các bạn, nó chỉ đánh hơi thôi. Ô quát đời heo, nhưng mà cuối cùng nó lại đánh hơi được vị trí này rồi các bạn ơi. Wow, holy shit, mày chết con mày. Ôi trời ơi, tôi chết rồi. Mình nghĩ con Sirenhead nó kiểu như nó bế lên ấy, nó ăn thịt rồi các bạn ạ. Rồi mình lại hồi sinh nhá, chạy anh em, chạy trong nhanh nhá. Ui trời, không kịp chạy các bạn ạ. Ủa, bọn này nhanh không bạn? Như vậy là bọn Sirenhead này rất là nhanh luôn nhá. Mình sẽ tiêu diệt nó nha. Bây giờ mình sẽ không nhượng bộ bọn này nữa, bây giờ mình sẽ tiêu tấn công nó. Ok. Đây, bây giờ mình sẽ sử dụng cái khẩu tên lửa này để mình bắn thẳng vào đít nó nha các bạn. Mày chết thầy con. Nó không chết các bạn ạ. Ui, to vãi ạ. Nó ui giời ơi, vãi trường ạ. Bạn ơi kinh chưa? Con này cao lắm này anh em. Ủa có một con. Ui giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Con Dark Sirenhead này nó khỏe vậy. Nói à, nó khua tay phát nó vào tận trong nhà mình luôn, bạn chết luôn nha bạn. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng những loại vũ khí có thể nói hiện đại nhất của mình trong ngày hôm nay để mình tấn công nó cho các bạn xem. Để xem là mình có thể tiêu diệt bọn này hay không. Piu, ui chạy 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 chạy. Hết đạn sao nhỉ? Ê bắn lại nữa nhá. Ơ, hết đạn rồi. Hết đạn các bạn. Ôi giời, vãi trưởng ạ. Ui, con đắc sao này hết, mình không thể ngờ là nó lại có thể móc tay vào luôn. Khó hiểu thật. À, mày đứng đây đi, con dai. Mày đứng đây đi được rồi, ok. Bây giờ ấy, mình sẽ lấy tên lửa khác nha. Đây, tên lửa Javelin này nha. Nhưng còn tên lửa Javelin này không thể đứng gần được, phải bắn ra xa. Nhưng mà bây giờ bọn này nó đang tấn công mình rồi. Chết rồi, bây giờ mình bị kiểu như là tất cả các cửa bây giờ nó chặn hết rồi các bạn ạ. Ôi, đi mình rồi, bên làm nào bây giờ? Thật là khó các bạn ơi. Thôi được rồi, nếu trong trường hợp như này ấy, thì chúng ta sẽ phải sử dụng loại vũ khí khác. Đây, mày, cuối cùng ăn thua các bạn ạ. Phở Nai Gan thì gọi cấp cứu, nhưng bây giờ không thể bắn Phở Nai Gan ở đây được, bởi vì là thứ nhất là trời sáng, thứ hai là không có đủ không gian để bắn lên trời. Vai trưởng ạ, bây giờ mình sẽ bắn Phở Nai Gan ở đây để xem nó có sợ không nhá. Ok, mình sẽ bắn mấy quả đây luôn này để xem nó có sợ không. Hình như nó không sợ các bạn ạ. Thôi rồi, nếu như mà nó không sợ thì băm nó thôi. Mình phải băm nó thôi các bạn ơi. Mày ôi bọn này đông quá các bạn ạ. À, có ba con nó đã áp sát mình rồi, bắn nó thế mà nó không chết đây đấy. Không quắt đời, em phải làm thế nào bây giờ? Có cách nào để tiêu diệt nó không ta? Ok các bạn, những loại khẩu súng này thì có lẽ là không thể tiêu diệt nó rồi. À đúng rồi, mình nhớ rồi, mình có một gậy phép thuật bạn ơi. Mình có một cái gậy phép thuật nha. Đây, cái gậy phép thuật của pháp sư Gunter này sẽ tấn công nó nha các bạn. Bây giờ mình sẽ sử dụng phép thuật của pháp sư Gunter. Yeah, bây giờ mình sẽ vào cái chương trình phép thuật của mình để mình chọn nha. Bây giờ mình sẽ chọn cái này đi. Ok các bạn, đây mình không biết đây là chiêu gì, nhưng mà đây là chiêu Holy Hell các bạn nhé. Tấn công nó. Ui yếu quá bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chọn chương trình khác, đó chính là map, phép thuật của map. Holy shit, phép thuật của pháp sư Gunter phải gọi là vãi cắt trường luôn các bạn ạ. Nó nện một phát thôi là bọn Sirenhead đi hết rồi. Chết hết rồi các bạn ơi. Kinh không? Các bạn thấy phép thuật kinh chưa? Long trời lở đất luôn. Vãi ạ, mình không thể ngờ được cái phép thuật này của mình lại tởm như thế luôn, nó lợi hại như vậy luôn đấy. Ok bạn ơi, thì là sau một hồi mình tiêu diệt bọn Sirenhead thì là bọn nó đã gọi cứu hộ nha các bạn nhé. Tức là bọn nó gọi thêm quân ấy. Thì lần này ấy, các bạn nhìn này, nó có cả có những con Sirenhead nhỏ luôn này các bạn ơi. Ôi what the hell, mình không thể ngờ luôn. Ôi nó vào tận đây rồi. Chạy anh em ơi, chạy chạy chạy, không ổn rồi anh em. Con Sirenhead nhỏ nó vào tận đây luôn. Holy shit, mình sẽ bắn nó. Thôi chết rồi, mình chơi kẹt tận tường rồi, đi mình rồi, vãi trưởng à.
Các bạn thấy chưa? Nó là những con sai đấy hết nhỏ các bạn ơi. Mày, ôi chạy chạy anh em ơi, chạy. Ôi, tôi chết rồi, ra ngoài thì gặp con to. Mày, ôi nó không nhìn thấy mình, chạy 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 anh em, tôi chết rồi. Mình chạy sai lầm rồi. Ôi giời ơi, chạy ở đây là sai lầm các bạn ạ. Vãi trưởng ạ, à, ghê vậy. Chạy ra đằng kia, chạy ra đằng kia nhanh. Chạy, ôi giời không kịp. Đây đây, cơ hội cho mình. Từ từ, chui vào đây này, lại vào chỗ chết thôi các bạn ơi. Đây 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 đây. Mình chạy, ôi nhanh nhanh nhanh. Ok các bạn, mình thoát rồi. May quá các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chui cái đường này nha. Mình sẽ móc cái đường này, mình tấn công bọn Silent Head. Đây. Đây rồi, từ từ nha em, chưa có vũ khí. À, mình vừa nhớ ra là mình có một loại vũ khí rất là mạnh luôn. Nhưng mà từ từ các bạn, trốn cái đã. Trốn cái đã, từ từ anh em. Nó có biết mình ở đây không ta? Đâu nhỉ, cái loại vũ khí mà mình, đây. Đúng không, bây giờ mình sẽ tấn công nó nha. Đây rồi, mày ra đây, mày ra đây. Ok các bạn, như vậy là mình đã tiêu diệt được một cái con Silent Head rồi các bạn ơi. Một con Silent Head con. Nó phái bọn Silent Head nhỏ để tấn công mình ở trong này. Nào vào đây. Mày vào đây, rồi. Bốn con luôn. Nào còn con nào nữa không? Bốn con luôn các bạn. Hình như là vẫn còn một con nữa đúng không? À đây rồi. Đây rồi các bạn ơi, còn một con này nữa này. Ui con này cao lắm anh em ơi. Con này cao cực kỳ nhưng mà nó đứng im rồi. Hình như là mình tiêu diệt bọn kia thì con này sẽ bị đứng im hay sao ấy. Nó như kiểu bây giờ hết năng lực hay sao ấy. Mình thử nữa, mình thử trêu nó xem nào. No, nó vẫn cử động bạn ơi. Nó vẫn cử động. Ok, nó bắt trượt rồi. Mình né đòn của nó. Mình né đòn được của nó. Holy shit các bạn, mình không né đòn được các bạn ạ. Ôi ôi, nó cắn chết rồi luôn à. Các bạn ơi, thì các bạn biết không, Silent Head thì nó không có mắt cho nên nó không nhìn được mình. Mình có thể né được nó nhưng mà căn bản ấy là cái cơ thể của mình nó phát ra cái mùi cơ thể ấy, cho nên là nó sẽ tìm được mình các bạn ạ. Thôi được rồi, thế thì bây giờ mình sẽ sử dụng một loại vũ khí khác nha. Đây, mình sẽ sử dụng con loại vũ khí RBM này. RBG nha, Missile. Để xử lý cái con Silent Head cuối cùng này cho bạn xem. Mình không sợ luôn. Mình không sợ luôn rồi, ok. Bạn thấy không? Cái quả tên lửa này của mình bắn xuyên người nó và nó đã hy sinh nha các bạn. Và bây giờ cái quả tên lửa nó đang bay đâu rồi ta? Nó bay đâu rồi? Nó đi mất rồi các bạn ạ. Ok, như vậy là khu này có lẽ là tạm thời là an toàn rồi nhá. Mình không chắc là ở cái dưới hồ này có con Silent Head hay không. Bây giờ mình sẽ thử khám phá ở dưới hồ này xem. Mình sợ là bọn Silent Head này nó nặng ở dưới các bạn ạ. Ok, như vậy là an toàn nhá. An toàn rồi bạn ơi. Ok, cảm ơn tất cả các bạn xem clip này nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ các clip ủng hộ mình nhé. Để cập nhật những cái thông tin video tiếp theo mình đăng lên nha. Các bạn nhớ chờ đợi video của mình nhé. Bye bye. Vừa lúc nãy thôi các bạn ơi, mình vừa tắt video đi thì bất ngờ xuất hiện một con Silent Head. Nhưng mà các bạn ơi, các bạn nhìn cái con này này. Cái đầu của nó rất to luôn. Con này có thể là một chủng biến dị nhưng mà đặc biệt ở đây là nó không tấn công mình các bạn nhé. Ôi ôi, có bạn nào nhìn thấy cái đầu của nó to nhỉ không? Tại sao cái đầu của con Silent Head này nó lại to nhỉ các bạn nhỉ? Các bạn nhìn này, cái cơ thể của nó thì nó cũng giống những cái con mà mình vừa tiêu diệt ý, mình vừa tấn công. Nhưng mà con này không hiểu sao nó to vãi trường luôn này các bạn ơi. Ui, to thực sự luôn các bạn ạ. Cái đầu loa của nó to vãi. Ui, cái đầu loa này các bạn ơi, nó mà tấn công ai thì chắc là chết thôi các bạn ạ. Nghe thì cái âm thanh này chắc là đi luôn các bạn ạ. Ui, những cái cổ của nó này, vãi trường ạ, to thế, con này yếu cổ hay sao ấy. Ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ tiêu diệt nhá. Mình thử bắn nó xem nó có tấn công mình không. Ui, bắn trúng rồi các bạn ơi, nhưng mà nó không tấn công mình các bạn ạ. Con này hiền vậy. Con này hiền cực kỳ luôn ấy. Không ngờ nó hiền như này các bạn ạ. Ui, con này nó không tấn công mình các bạn ơi. Tuy rằng, à, cái con này như kiểu là con ở trong đàn của nó, nhưng mà nó đến đây nó tìm những cái con hay sao các bạn ạ. Tìm những con Silent Head nhỏ hay sao ấy. Cho nên là kiểu như là nó không tấn công mình là bởi vì nó không biết mình là vừa nãy mình tiêu diệt Silent Head. Nhưng mà nếu mà để cho nó biết mình vừa tiêu diệt Silent Head thì chắc là nó sẽ tấn công mình đấy. Hiện tại là cái con này như nó đang kiểu nó đi tìm hay sao ấy. Mình chắc chắn nó đi tìm luôn. Nó đi rất là chậm rãi nha các bạn. Đây này. Nó đi rất là chậm rãi để nó tìm luôn. Vai trưởng ạ. Ok, mình nghĩ rằng con này nó không tấn công mình thì mình sẽ không tấn công nó nha các bạn. Ok, có lẽ đây là con Silent Head, có thể là gọi là con Silent Head tốt các bạn ạ. Nó bước xuống cái sông này rồi. Nó bước xuống đây rồi các bạn ơi, cái mặt hồ này. Nó tắm rồi các bạn ạ. Vãi trưởng ạ, nó mò. Nó đang mò cái gì ở đây ta? Ok, như vậy là con này nó không tấn công mình cho nên là mình sẽ không tiêu diệt nó nha các bạn. Nó là một con quái vật đầu loa nhưng mà nó là một con đầu loa rất là hiền lành và tốt bụng nha các bạn nhé. Nó không tấn công người các bạn nhé. Ủa ơi, nó đang đi xuống này. Vãi trưởng ạ, hình như giờ nó khá nóng cho nên nó đứng đây là nó tắm ấy. Rồi ok, mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Mình nghĩ là con này nó không tấn công mình đâu. Ok, bye bye, hẹn gặp lại tất cả các bạn nha.